Cái chủng virus mới này đó thì cô bác hãy phòng ngừa qua mấy cái loại thuốc đông y, nhất là dầu phải cho cái chất mentol phải cho cực mạnh. Và nếu có được cái bài thuốc xong thì trước khi đi đâu đó thì ở nhà mình xong qua cái thuốc xong đó đi. Hoặc là nếu mà chúng ta không có cái thuốc xong nữa thì sử dụng một cái tô nước sôi rồi nhiễu vài ba giọt là dầu mà dầu của quý vị đồng đạo cho ra, nhiễu vài ba giọt vô rồi xong là chùm cái miếng vải, cái khăn đó mà lớn mình chùm lại, xong chừng cỡ khoảng 2 phút được rồi, 2 phút để cho chúng ta hít thở được cái số dầu đó trong cơ thể, rồi nó tạo cái đề kháng năng lực cơ thể, nó là được bao bọc bởi cái tinh chất đó, cái tinh chất dầu đó ra thì nó đỡ hơn. Chào chị thân mến. Dạ thì hữu duyên hôm nay thì Quốc Thành có được gặp ông Tư tại trên núi Cấm. Thì Quốc Thành xin mở muội hỏi ông Tư đôi câu. Thì kính thưa ông Tư, thì hiện tại đó thì dịch bệnh ở Sài Gòn và những thành phố lớn thì bây giờ rất là nguy nan rồi ông Tư. Nhưng mà trong giảng thầy có nói là sau tháng 10 đó là mới biết là chết rất là nhiều luôn. Thì bây giờ tình hình như thế nào và Sài Gòn ra sao thì ông Tư có thể trình bày cho bà con bác được biết ông Tư. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Qua câu hỏi này thì về cái vấn đề mà dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh, các cái thành phố lớn thì coi như là nó phát sinh rất là mãnh liệt. Theo tôi theo dõi mấy cái clip mới vừa đây thì mấy cái bệnh viện đó, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh, truyền từ cái vùng của Tây Ninh đổ về thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều, một ngày có thể lên đến 400-500 ca mới. Nhưng mà cái số mà làm cho người ta nguy hiểm về tính mạng đó, thì nó có cái người mà trên 50 tuổi và những người đó phải nhiễm cái bệnh nền đó, có cái bệnh nền trước, thì cái khi mà cộng hưởng với cái dịch bệnh của KB1 này đó, BK1 này thì nó mới hoành hành mạnh, và những người đó có thể nói là nằm ăn làm thua, không có thể nào mà chắc chắn được rằng là trị được 100%, không có chắc được, bởi vì cái số mà đã nhiễm bệnh nền rồi thì tức là cái năng lực mà đề kháng trong cơ thể nó đã yếu. Mà nếu năng lực đề kháng trong cơ thể yếu rồi thì khó mà chống chọi với cái bệnh dịch này lắm. Tại vì đây là cái biến chủng mới của cái con biến chủng Omicron vừa qua hầu cái năm rồi, hồi năm 2022. Đây là một cái loại mà virus có thể nói là truyền rất là nhanh, rất là nhanh. Thì cái số mà chuyển qua cỡ một tuần nay ở tại thành phố Hồ Chí Minh đó, rất là nhiều cái ca mà nhiễm của cái B1 ca. Cộng chung với cái vấn đề ca nhiễm đó thì nó còn có mấy cái bệnh khác như là bệnh tai chân miệng rồi kia, nó ít thôi, nhưng cái số mà về cái dịch bệnh thì nó là nhiều hơn. Theo tôi theo dõi thì tình hình thì nó nguy kịch như vậy, và cái số bệnh mà bị nhiễm rất là nhiều, nhưng mà cái lượng người chết rất là ít. 1.000 người nhiễm thì coi như là trị hết cỡ khoảng 600-700, còn những người còn lại này nặng đó là còn đường tiếp oxy hoặc là cho mấy cái bệnh mà nó không có thể qua khỏi đó thì mới chết, nhưng mà chỉ có 1-2 người thôi, chứ cái số mà làm cho người ta phải điêu đứng về nhân 2022 thì nó không có, năm 22 thì nó không có nữa. Đó là cái vấn đề của cái dịch bệnh của thành phố Hồ Chí Minh. Còn như ở Hà Nội hoặc các tỉnh thành lớn khác, ở Đà Nẵng, Nha Trang hoặc là mấy cái tỉnh thành khác thì
cái số mà làm cho cái bệnh mà nó phát sinh thêm thì nó không có được nhiều, với ít thôi. Tức là do nó cái lượng người trong cái vận chuyển trong cái du lịch đó, họ đi họ bất cẩn trong cái vấn đề mà chỗ đông người mà họ không có dùng khẩu trang để mà khống chế cái lan nhiễm này, thành ra nó bị lây nhiễm thì nhiều, nhưng mà cái số lượng của nó thì không có đáng kể lắm. Mà còn như nếu như bây giờ mình tính lại cái số mà nó nhiều như vậy mà cái sự nguy hiểm của nó như thế nào, đây là một cái vấn đề mà tất cả mọi người đều phải nên chú ý. Cái thứ nhất, đề phòng, nhất là cái dầu mà mình cái nó có cái chất mà mangan nhiều đó, cái dầu mà dầu gió mà mỗi lần mình cái dầu gió bên Đông Y nó sản xuất á, cái dầu đó nếu mà nhiều đó quý vị xài nhiều để mà làm cho cái sự ngăn ngừa cái dịch bệnh đó nó cũng rất là tốt, tại cái dầu đó nó có cái chất mangan rất là mạnh, và cái nếu mà thêm được cái lông não thì tốt lắm. Còn nếu không thì cái dầu cần yếu là phải có dầu mangan thật cao để chi để cho nó diệt bớt cái khuẩn mà xâm nhập vào cái đường hô hấp của mình qua cái hơi thở, nó rất tốt. Nếu như cái cơ sở nào, xứ sở nào, tỉnh nào mà có được cái đồ ngũ của bên Phật giáo Hòa Hảo mà ta hỗ trợ về cái phần dầu đó thì rất là tốt đó. Hỗ trợ phần đó thì nó làm cho nó yên ổn về cái phần mà cái bệnh tật của tất cả mọi người để mà lây lan đó, vấn đề lây lan thì nó không có lây lan bao nhiêu. Còn như trái lại, nếu mà cái tỉnh nào mà cái tình trạng mà dầu để mà ngăn ngừa cái bệnh nhiễm của cái Covid này đó, nếu mà yếu đi, tức là trong cơ thể mà nó thiếu cái đề kháng mạnh nữa thì coi như là mình sẽ bị rất là nhiều về vấn đề mà lây nhiễm rất là nặng. Cho nên cái thứ nhất bây giờ tóm lại đó thì mình nên khống chế họ bằng cái những cái bài thuốc xông và thuốc nam đông y, bài thuốc xông đó là một phương án để mà mình chống chọi với cái virus này. Cái thứ hai là sử dụng cái dầu mà hàm lượng mangan phải cao, cái mangan đó, cái chất đó để mà nó làm cho tiêu diệt tất cả mọi cái vi khuẩn mà nó xâm nhập qua cái đường mũi của mình đó. Đó, như vậy thì nó tốt hơn. Mà nếu như mà mình yếu cái đó thì coi như là dịch bệnh nó càng xâm nhập mạnh hơn. Qua cái năng lực mà đề kháng của cơ thể mà yếu rồi thì cái vấn đề phòng chống coi như là nó giảm đi cái mật độ của cái năng lực mà kháng thể, cái năng lực của kháng thể. Đó là cái vấn đề mà cái năng lực mà về cái kháng thể của cơ thể của mình, khi mà mình yếu rồi thì không có thể nào mà mình chống chọi được cái bệnh tật này. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tránh tụ tập những cái chỗ nơi quá đông người. Tại vì mình số đông người thì đâu có biết rằng cái người nào mà có cái virus dương hay là âm hay gì đó mình đâu có biết được. Do đó mà cái sự mà lây nhiễm thì mình không có thể nào mà làm cái khống chế được cái mức độ của nó được. Cũng như là cái năm 2021 qua 22 qua cái lễ của 30 tháng 4 của nhà nước người ta cho phát động rồi thì bà con cô bác anh em cũng đi, nhất là cái chỗ nơi mà ở Sài Gòn ra đó mà Sài Gòn nặng nhất là cái chỗ gì, cái biển Vũng Tàu mà, cách Sài Gòn nó có 150 cây số, 200 cây số vậy đó. Thì cái chỗ nơi đó tôi coi là mấy cái clip cũ đó vừa rồi đó thì thấy thì hãi hùng, bởi vì cái số người là coi như là không có chỗ nào mà trống để mà nghỉ ngơi gì hết trơn. Người cái số người thì tắm càng đông, càng trưa càng đông, càng ngày càng về chiều thì nó mới giảm bớt được. Đó
là cái vấn đề này, chỗ đông người thì mình nên giảm bớt cái sự mà tụ tập tới để mà làm cho nó bớt cái lây nhanh lên. À, đó là cái vấn đề của cái nguyên nhân để mà làm cho cái lây nhanh như vậy. À, nó phát sinh rất là nguy hiểm. Nói về cái số mà chết thì bây giờ thì chưa có thống kê được cái con số chết mà thật sự, tại vì nó có số nó quá ít, tại vì có vài ngàn người thì bây giờ ta lo trị được rồi. Cái số chết thì nó chỉ vài người mà cái bệnh nào nó quá nặng á thì cái số đó phải ra đi thôi đó. Rồi chú Tư, chú cho con hỏi tại sao bây giờ dịch bệnh lại quay trở lại một lần nữa hả chú Tư? Có khi nào đây vẫn là trong cơ bớn không chú Tư? Cũng như ý là cái câu hỏi là cháu tại sao mà nó quay trở lại đó hả? À, cái con dịch bệnh COVID-19 thì nó đã qua rồi, nhưng mà cái quay trở lại này là cái biến thể của con COVID-19, cái biến thể tức là có Omicron á, cái con Omicron nó lây từ ở bên châu Phi đó, nó qua bên tất cả các cái nước châu Á, rồi các cái nước mà châu Á, rồi nó truyền đi tất cả các cái quốc đảo của mấy cái nước mà lân cận mình á, như Indo hay hoặc là Malaysia rồi mấy cái nước Philippines rồi, thì mấy cái nước đó là mấy cái nước mà có thể nó ta ở đảo mà làm sao mà đi tản được có chỗ nào đó. Do đó mà cái sự lây lan của cái bệnh ở cái mấy cái quốc đảo đó thì năm rồi là nặng lắm, rất là nặng. Và bây giờ năm nay thì cái tình hình nó lại khác, không phải là cái COVID-19 nữa. Do đó mà cái thuốc mà để chủng ngừa cái COVID-19 như năm 2021-22 đó thì nó không có tác dụng nữa. Với lại cái hiệu lực của cái thuốc chủng ngừa này nó chỉ có trong cái thời hạn 6 tháng thôi. Quá 6 tháng rồi thì nó không có thể nào mà nó ngăn ngừa được cái dịch bệnh mà để mà nó phát sinh được nữa. Do đó mà cái sự lây lan của nó từ nó cái chỗ mà mãn cái nhiệm kỳ mà thuốc đã chích qua 6 tháng thì cái dòng mới này nó quay trở lại là lẽ đương nhiên rồi. Bất cứ cái cuộc dịch bệnh nào ở trên thế giới này, nếu mà nó qua rồi nó quay trở lại thì nó không phải là cái con cũ nữa mà con mới đó. Đó, đây là cái vấn đề mà cô bác bà con hãy thận trọng cái vấn đề mà không phải là cái con dịch bệnh cũ đâu, mà chúng ta thờ ơ rằng uống cái thuốc nào đó để mà ngăn ngừa để mà hoặc là mà chích thuốc đó thì không có thể nào kết quả được. Cái thuốc cũ không bao giờ tác dụng với mấy cái loại virus mới đó. Đó là một cái vấn đề. Cái vấn đề thứ hai là do này chúng ta chủ quan tụ tập ở chỗ đông người, hoặc là đi tới lui rồi mình không có khẩu trang kín đó cho nó được là đề phòng cái đó cho nó được tươm tắt chút. Dù gì cũng phải đợi cái chỗ đông người mình phải thận trọng chỗ đó. Đó, cái sự lây nhiễm mà lây nhiễm nó rất là ghê gớm đó. Nếu mà bị rồi đó thì coi như cái cơ thể nó tăng nhiệt độ lên ngang. Cái thứ hai nữa là quý vị ăn uống hay là nếm cái hương vị của cái thức ăn đó, nó không còn biết cái mùi gì nữa. À, cái đó là trong mình đã có nhiễm rồi đó. À, chứ cái con bây giờ nó ngộ lắm. Là cái con virus bây giờ mà nó lây nhiễm vô rồi đó không? Thì quý vị vẫn thấy ăn uống bình thường thôi. Nhưng mà nó trở ngại có chút vấn đề mà cái khứu giác với cái cảm nhận đó, nó là yếu, nên thận trọng cái vụ đó đó. Dạ. Thì bây giờ thì tóm lại đó, mấy cái chủng virus mới này đó thì cô bác hãy phòng ngừa qua mấy cái loại thuốc đông y, nhất là dầu pha cho cái chất mantol pha cho cực mạnh. Và nếu có được cái bài thuốc xong thì trước khi đi đâu đó thì ở nhà mình xong qua cái thuốc xong đi, hoặc là nếu mà chúng ta không có cái thuốc xong nữa thì sử dụng một cái tô nước sôi rồi nhiễu vài ba giọt là dầu mà dầu của quý vị đồng đạo cho ra, nhiễu vài ba giọt vô rồi xong là trùm cái miếng vải, cái khăn đó mà lớn mình trùm lại, xong chừng cỡ khoảng 2 phút được rồi, 2 phút để cho chúng ta hít thở được cái số dầu đó trong cơ thể, rồi nó tạo cái đề kháng năng lực. Cơ thể nó là được bao bọc bởi cái tinh chất đó, cái tinh chất dầu đó ra thì nó đỡ hơn. Cho nên cái con mới này dù cho nó mạnh cỡ nào nữa nó cũng phải trở lại thôi, bởi vì nó trở lại với cái hình thức khác mà đâu phải cái con cũ ở đâu. Do đó mà cái thuốc gì đâu mà chúng ta tiêm dù cho 2-3 mũi nó cũng vô tác dụng.
không có tác dụng với cái loại vi chủng mới này. Rồi cái vấn đề mà trả lời cho quý vị là xong cái vấn đề tại sao mà cái con virus cũ là nó tái trả lời đó là vấn đề cái nguyên nhân nó do như vậy đó. Dạ. À, chú Tư ơi, thì hồi cái năm rồi thì dịch bệnh thì đã giảm mà chỉ có chiến tranh, còn bước qua năm mẹ năm nay thì lại có vừa chiến tranh mà vừa dịch bệnh trở lại, thì có giống như cái câu nói là năm trần thì chở bơ dơ đó chú Tư, bước sang năm mẹ như tơi gói cồn đó chú Tư. Anh có thấy trong giảng có nói như vậy là đúng không chú Tư? Đúng vậy, hai câu này có trong giảng của thầy nói rất là rõ. Nhưng mà trước đó thì chúng ta đâu có biết cái mẹo là mẹo nào, chúng ta không có thấy được cái mầm mống của cái cuộc mà chiến tranh nó xảy ra. Bây giờ nó đã có rồi, Ukraine với Liên Xô nó đã quây quần với nhau cả một hôm một năm nay rồi. Tất cả các nơi thì tất cả các hiện tượng mà dị thường của thế giới nó là nổi lên một cái là khủng khiếp, không có thể tưởng tượng nữa. Chỗ thì động đất, chỗ thì sóng thần, chỗ thì nóng cực độ lên tới mức độ là 40 mấy độ, có chỗ 70 độ, người ta chết hết, nằm la liệt ở ngoài đường. Có chỗ thì lạnh tới mức độ đóng băng lại, nó thành như mưa đá, kiểu như là mưa đá đó. Đó là cái vấn đề mà hai cái thái cực giữa cái lạnh và cái nóng này nó tạo nên một cái thời tiết vô cùng cực đoan cho cái đời sống của nhân dân, của đồng bào mà ở những cái nơi mà mình chịu cái thời tiết khắc nghiệt này đó. Rồi có chỗ thì bão cát chứ không phải là bão gió thường. Cát nó bay mịt mù trời đất hết trơn, không có thể nào mà thấy được cái đường đi đó. Chỗ thì động đất sụp chết mấy chục ngàn người như ở Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua đó. Rồi nó rung chuyển cho tới ở bên các cái nước nào đó gần đó cũng bị cũng mấy ngàn người nữa đó. Thì cái số mà làm cho nó lây lan trong cái vấn đề dịch bệnh đã đau khổ chết phần nào rồi, chiến tranh đã chết rồi. Rồi cái thứ ba nữa là do nó cái tàn khốc bởi cái vấn đề động đất. Ở động đất này nguy hiểm vô cùng, cái này là cái thiên tai của trời đất, mình không thể đoán trước biết trước được. Bởi vì cái động đất mà khi mà nó xảy ra rồi đó, thì cái thứ nhất là cá ở dưới biển dưới sông nó nhảy lên cao hơn mặt nước cỡ cả mét đó, cá. Rồi chim chóc thú rừng, những cái con thú mà lớn như con voi hay là chim cò, nó bay tán lạc, nó bay vô những cái rừng sâu rừng lớn đặng nó ở đó, nó về mấy khu rừng lớn. Như vậy thì những cái hiện tượng này mình phải biết để mà đề phòng, để mà tránh, chứ không có biết để mà mình phòng ngừa cái chết là không phòng ngừa cái chết được đó. Rồi mình thấy cái cảnh tượng như vậy nên phòng tránh là tốt nhất. Và cho nên bây giờ nếu bây giờ nói về cái năm thì bây giờ mình nói qua cái năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm mẹo tháng hợi lụy tuôn dầm về, hay hoặc là cái câu hồi nãy cháu nói là giờ như tơ rối cuồng đó. Dạ, ha, năm trần như tơ bơ dơ, bước qua năm mẹo như tơ rối cuồng. Đây là một cái vấn đề cũng hết sức là trọng đại và lớn lao của trời đất, cũng thuộc về cái thiên cơ mà thầy đã cho biết trước rồi. Thì bây giờ cái chuyện đó thì dĩ nhiên là mình phải coi cái dèo của cái năm tháng ngày giờ mà nó xảy ra cái cơ cuộc á như thế nào đó, thì để mà mình phòng mình tránh. Chứ bây giờ đâu có biết là cái năm tháng ngày giờ nào hay là cái mẹo nào đâu. Nhưng mà cái mẹo mà thấy ra nó khởi sự cái năm nay đó là coi như là mới vô tháng giêng tháng hai mà đã là rối ren rồi đó, nó rối ren rồi đó, chứ không phải là mới đâu. Rồi đây tới tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 nữa là cái cơ cuộc nó càng rối thêm nữa. Nó rối về cái mặt nhà nước, rối về mặt nhân dân, sản xuất mua bán không được. Rối về cây trái mà có trái thì không thể bán được, rụng đầy đất mà không ai mua. Đó. Đây là những cái cảnh nói là cái kinh tế nó đã đến cái mức độ tàn lụi, kiệt quệ, không người mua, không kẻ bán. Đó là cái vấn đề bị chập tại giữa cái vấn đề mua bán gì, vấn đề mà về kinh tế đó. Rồi thêm nữa thì các cái nước mà đã mua bán tốt rồi thì lại bị những cái cơ cấu dịch bệnh hoặc là chiến tranh hoặc là dầu mỏ gì đó nó không có thuận lợi sản xuất được, do đó mà di chuyển từ nơi này qua nơi khác rất là trở ngại, không có thông thương được. Đó là
cái cảnh mà điêu tàn điêu đứng giữa cái thời cuộc mà rối ren giữa cái đất nước, tình trạng mà nó làm cho không có được lưu thông về vấn đề mà giao thông đó, thì xe cộ từ ở cái tỉnh này mà đến tỉnh khác. Cháu coi sầu riêng thì mới 200-300 ngàn một ký, tuột xuống một cái 50-60 ngàn, do nơi cái chỗ là di chuyển không được, xăng dầu là hoặc cái tình trạng nào đó mà nó không mua, không, nó ngưng chỉ một tháng một là bắt đầu coi như là nó bế tắc hết trơn rồi đó. Rồi hôm nay thì vấn đề đó thì nó cũng được tháo gỡ được giữa Việt Nam Trung Quốc về vấn đề mà mua bán sầu riêng rồi, thì nó đỡ rồi. Nó còn những cái trái cây khác thì chưa biết, tức là như là xoài hay là hoặc là cam quýt bưởi gì đó, mấy cái đó là trái thanh long gì đó, mấy cái đó là những cái hàng dễ bị hư vậy đó. Đó là cái vấn đề mà về kinh tế. Rồi chuyển qua về cái đời sống của nhân dân, mưa thì rất là ít oi, có dùng thì mưa thôi, ngập rút hết trơn. Như có cái chỗ mà như ở thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, rồi hoặc là cái chỗ nào đó mà mưa có thể nói là nước ngập tới cái máy xe chạy không được đó, mưa tới mức độ vậy đó. Một chỗ này là 200-300 mm, một chỗ thì chỉ có 5-10 mm thôi, mưa không đủ thấm đất đó. Cái vùng, những cái vùng mà ta cần nước thì lại là nước thiếu, những cái vùng mà thừa thải nước mà lại là nước nó bị xấu xả dư thừa. Đó là cái nghịch lý của trời đất, khi mà mưa không thuận gió không hòa đó. Khi mà mưa thuận gió hòa thì cái cuộc trời đất đó, thì cái chỗ nào thiếu thì cái chỗ dư nó bù lấp lại, hoặc là mưa nhiều hơn. Đó là phong điều vũ thuận, quốc thế dân an. Còn bây giờ quốc thế nhưng mà dân không an, rồi bây giờ nước non thì nghĩa là nó thêm cái cảnh mà nó bị bế tắc bởi cái vấn đề mà dầu quả hay là xăng dầu gì nó không có lưu thông được, do nó cái chỗ mà không có được mà lưu chuyển được thông thường hàng hóa đó. Mấy cái chỗ đó là mấy cái vấn đề làm cho cái rối ren của cái tình trạng kinh tế đất nước, mà dân là sống do nó cái phong hòa vũ thuận quốc thế dân an, do nó cái chỗ mà xăng dầu nó được nó là đầy đủ rồi đó. Có chỗ giờ đi chạy xe Honda mà đi qua hai mấy trạm xăng là thế, để hết xăng không, rồi cháu thấy vậy là tình trạng rồi mình sống sao nổi đó. Đó là cái vấn đề mà bế tắc giữa vấn đề mà về kinh tế nó không có được mà lưu thông, vấn đề xăng dầu này có với lại mưa gió rồi kia nó không có được thuận hòa, mà nó làm cho cái nảy sinh cái sự bất thường bất an của cái đời sống á. Đó là cái vấn đề trở ngại nhất. Cho nên cái rối ren của cái năm mẹo này đó, nó đã bắt đầu rồi, nó bắt đầu rối ren rồi đó. Chứ không phải là không đó. Bây giờ cháu kế tiếp với câu nào đó. Vậy tại sao là bây giờ có cái cuộc mà giống như trong sấm kinh có nói là phải tặng diệt lại hả chúng tôi? Tại sao phải tặng diệt lại hả chúng tôi? Trước đây thì cái sự mà tận diệt nó đã có rồi, nhưng mà cách đây nó là mấy ngàn năm, tức là trên 8.000 năm, cái sự tận diệt của cái châu lục Atlantic ở phía bắc của Bắc Mỹ. Cái châu lục đó nó tồn tại cách nay cũng khoảng 8-10 ngàn năm. Nó có một cái trận lục đại hồng thủy, biển nước biển dâng lên 10 mấy mét, 20 mét, nước biển dâng. Rồi cái châu lục đó từ từ nó bị chìm đắm, rồi nó bị sụp, bị lúng cái nào đó. Nó có đủ cái cách để mà nó là tiêu diệt nhân loại ở cái châu lục Atlantic. Thì cái thời kỳ địa chất thứ tư, cái thời kỳ địa chất đó đã làm cho cái địa cầu của chúng ta thay đổi về cái bề mặt diện của địa cầu. Cái sự tận diệt của cái lần đó, nó là tận diệt nhân loại do nơi con người ta sống xa cái đạo đức, sống xa cái chỗ mà cái nhân nghĩa lễ trí tính của con người, cái lẽ phải con người nó không còn tồn tại nữa, mà nó chỉ tồn tại, nó chỉ biết tới cái văn minh của vật chất mà thôi. Con người khi mà văn minh vật chất tới tột đỉnh rồi thì nó lại cái nền đạo đức nó bị suy di, nó bị suy đồi. Chính cái chỗ đó nó làm cho cái nền móng mà sự tận diệt đó nó lại tái đi tái lại để mà nó lặp lại một cuộc đời. Kỳ này đây là cái sự tận diệt của nó đã đến rồi.
tại vì cháu thấy là các nơi các chỗ nó cũng đã xảy ra cái sự mà cái ma túy nó gây cho con người ta không còn cái lý trí nữa đó. Rồi chỗ thì con giết cha, chồng giết vợ, đủ thứ cái cảnh mà điêu tàn điêu đứng đó. Do đó mà cái nền móng đó nó mất cái đạo đức đi, rồi con người ăn ở không có đúng theo cái nền tảng đạo lý. Mất cái đạo lý thì mất cái đạo đức, mà cái đạo đức là cái nguồn rất là quan trọng của một con người đời sống đây. Con người biết cái lẽ phải, biết cái sự mà tồn tại của nhân loại như vậy, nó tồn tại về cái mặt nào đó, và nó đứng vững về cái mặt nào. Về cái vấn đề điện tử thì chúng ta thấy rằng khi mà văn minh nhân loại mà lên cao rồi thì tức là cái đời sống của con người nó được nâng cao. Đời sống được nâng cao thì nó quá đầy đủ, nó tạo cho con người có cái chỗ chủ quan về vấn đề cái mặt đạo đức. Đó là cái trường hợp mà nó làm cho cái sự tân dịch của cái địa cầu, để nó lập lại một cái địa cầu mới, để mà nó tạo dựng một cái nếp sống mới của nhân loại. Mà cái công cuộc của cái tạo dựng của cái cuộc sống mới này đó, trong sám giảng của bên Bửu Sơn Kỳ Hương, hoặc là sám giảng người đời Sư Giải Bán Khoai, hoặc là sám ở Kim Cổ Kỳ Quang, mấy cái quyển sám đó đã báo trước hết trơn rồi. Nhưng mà tại vì con người của mình quá thờ ơ đi, rồi mình chỉ sống theo cái văn minh của cái vật chất này, rồi mình quên đi cái nền móng đạo đức của con người xưa cũ của mình đó. Vì cái chỗ đó mà nó tạo dựng cái nếp sống mới để mà chỉ để chấn chỉnh lại cái vấn đề đó, đó. Thì tạo dựng sự mà tái lập lại một cái nền móng đạo đức, đó là cái sự mà tái lập căn bản của nhân loại chúng sinh. Hiện tại bây giờ thì đã bắt đầu một cái sự tạo lập đó. Các chợ cổ, các nơi, các nước, cái nền văn minh của nó mất cái đạo đức. Do đó mà phải muốn tái lập lại một cái nền đạo đức thì phải có một cái tôn giáo mới, một cái nền móng mới về tạo dựng cái đời sống của cái tu duy tâm linh nó mới mẻ là hoàn toàn, để mà nó làm cho con người quay trở lại với cái nếp sống xưa cổ đó. Xưa cổ xưa, để mà mình thấy lại cái nền móng đạo đức căn bản của ngày xưa của mình đó. Thì cái chỗ đó nó mới tái lập được cái nền móng căn bản của con người ngày xưa tạo dựng lại. Cho nên là bây giờ mà mới chịu thấy cái đời sống nó đảo ngược hết trơn à, đảo ngược lung lay ở cái chỗ là cảnh con giết cha rồi chồng giết vợ đủ thứ, cái cổng mà cái luân lý nó bị suy tàn đó. Rồi cái nền văn minh đạo đức nó không còn nữa, mà có văn minh vật chất tạo dựng lên, thì nó đến cái độ mà bây giờ mình không có còn mà để mà cảm nhận được cái sự mà văn minh hiện tại bây giờ mà nó đúng theo cái đường lối văn minh của đạo đức ngày xưa, không có. Bây giờ nó tạo nên cái đời sống quá là phù qua phù phiếm về cái vấn đề mà cái văn minh điện tử này đó. Nó tạo dựng cho con người một cái đời sống mà mất đi cái nền móng, cái nền tảng của cái đạo đức nhân loại. Cái nền móng, cái nền tảng của đạo đức nhân loại là cái tứ ân phải cho trọn vẹn, biết cái tứ ân cho trọn vẹn. Rồi cái thứ hai nữa là ở phải biết kính trên nhường dưới, gặp người lớn tuổi mình cũng phải cúi đầu chào để tỏ vẻ cái có sự kính nể của người lớn tuổi trong đời sống. Còn bây giờ này, hiện tại bây giờ mấy cháu thấy nó cảnh nó đâu còn nữa. Đó là cái sự mà mất đi cái nền móng của cái đạo đức căn bản của nhân loại ngày nay. Đó. Bà kỳ giờ dắt cái đầu chưa? Dạ còn nữa. Vậy ha, bây giờ thì từ đầu năm Canh Tý đến nay là dịch bệnh này kia rồi nạn tai nhiều lắm á chứ. Đúng vậy. Từ năm Tý, từ năm Tý tới bây giờ thì coi như là nó đã xảy ra rất là nhiều cái vấn đề mà dịch bệnh, rồi thiên tai, rồi giặc giả, chết đủ cảnh chết. Về cái vấn đề mà thiên tai thì có cái tam đồ khổ thì nó gồm có đau đồ, thủy đồ, quả đồ. Ba cái đồ khổ đó là nó đủ đẩy nhân loại vào cái chỗ chết rất là nhiều đó.
cái vấn đề đó là một cái vấn đề lớn của nhân loại. Bởi vì bây giờ mình không giết tạo được cái giết chóc lẫn nhau thì nó phải để cho cái công cuộc mà thiên tai nó tàn phá, tàn giết lẫn nhau, tàn phá giết hại lẫn nhau để mà cho nó tiêu rủi cái màn lớp mà cặn bã này. Nhưng mà nói vậy không phải cái người tốt người lành mà chết hết đâu, không phải. Có thể là họ bỏ cái xác đó để mà đến cái chỗ khác để mà chuyển sanh tái kiếp đó, tái kiếp là chỗ khác. Cái kêu bằng thai hồn đổi xác đó. Rồi cái thứ hai nữa là khiến cho những cái người đó không ở nơi chỗ đó mà đi về cái chỗ nào nó được yên ổn hơn, nó không có xảy ra cái tai nạn đó để mà gặp cái cảnh chết chóc đó. Đó thì cái vấn đề đó nó mới là xây dựng một cái xã hội mới được. Chứ nếu những người mà sống có đạo đức, sống có cái nền tảng là về vấn đề tứ ân ta trọn vẹn thì đâu có vấn đề mà lại cho con người phải chết chóc đau đớn vậy đâu. Mà cái vấn đề đó thì nó là đã tạo nên một cái nếp sống mà hiện tại bây giờ con người của mình coi như là phải chuyển đổi cái cách sống, cách mà ăn ở cho nó được có cái nền móng đạo đức để mà xây dựng một cái đời sống mới tốt đẹp cho tương lai hơn, chứ không phải là mới hiện tại bây giờ mà đủ. Bây giờ nó chỉ mới có vô tất cả một cái khổ thôi, chứ chưa phải là cái khổ mà con người rất chậu rốt ráo chưa. Nó 10 phần nó chỉ mới có 3-4 thôi. Mới có 3-4 thôi mà cháu thấy nó không vậy đó. Về vấn đề thiên tai, về vấn đề mà hỏa hoạn, có những cái chỗ nơi mà họ nói rằng họ không có thấy cái lửa cháy gì trơn mà tự sao dưới đất là cháy lên. Có những ngọn lửa tự trên trời. Đó là cái vấn đề quả hoạn thiên tai, cái tam đồ khổ của nhân loại không thể nào tránh hết, mà chỉ có tam đồ khổ nó mới giật con người cao nhất và nhiều nhất. Đó. Từ cái năm Tý trở lại thì mình thấy bắt đầu cái sự mà tàn phá nhân loại, tàn phá núi rừng, tàn phá cây cỏ, rồi đất nước này bị tiêu diệt, đất nước kia bị thiên tai quả hoạn đó. Mới vừa rồi đây nè, cái cảnh tàn phá ở tất cả các cái nước Úc hoặc là mấy cái tiểu bang của bên Mỹ, nó cháy lan tới trong cái nhà của dân á, rồi phải di tản đi đó. Như vậy thì cái công cuộc này nó làm cho điêu đứng nhân loại, chứ không phải chơi đâu. Nước Mỹ là một cái nước giàu có đó mà nó vẫn không có dập nổi đó. Rồi mới đây ở Đà Lạt mình á, cái rừng thông cháy một cái mấy chục ngàn hecta Đà Lạt mà thông nó chịu cháy rồi là thôi, cháu thấy không tưởng tượng nổi cái thông á. Do đó mà có vấn đề mà tam đồ khổ đẩy nhân loại đến cái chỗ tiêu tàn lụng bại, chỗ là không còn cái sự sống nữa, rồi đến cái chỗ mà mình không còn cái niềm tin nào đối với cái đất nước, đối với cái non sông, đối với cái xã hội này nữa đó. Do đó mà cái vấn đề mà từ năm Tý tới năm nay là năm Mão ha, đó, đã 3-4 năm rồi mà vẫn chưa có giảm bớt cái vấn đề thiên tai dịch quả này đó, mà nó còn lại tăng thêm. Nó hết cái con Omicron rồi bây giờ tới một cái con Omicron B1 cái gì đây nè, nó mới ra đó. Không có thuốc nào mà điều chế để mà chích ngừa cho kịp hết trơn. Chỉ có cái qua đủ qua cái đông y, sử dụng qua đông y, tức là dầu, hoặc là mình xông bằng dầu đó, hoặc là cái hai kiếm cái những vị thuốc nam nào có tinh dầu để mà mình xông, để mà ngăn ngừa cái tạo cái lớp sự bao bọc ở xung quanh cơ thể của mình, nó có một cái lớp mà đề kháng đó, nó chống chọi lại. Cái đó là nhanh nhất, không có cái thuốc mà nào mà nhanh hết. Dạ chú Tư ơi, thì lúc mà năm Canh Tý đã khổ rồi thì có phải đi về sao sẽ khổ hơn nữa không chú Tư? Khổ gì mà chưa thấy có gì đâu. Mà bây giờ nó sẽ có những cái màn lớp mà thay đổi rồi, do nó cái thiên cơ tạo hóa đó, nó chuyển xây rồi thì có thể nó là hơn gấp trăm lần cái cảnh khổ của đó. Mà khi nào cháu thấy cái nạn đói Tết tới đó ha, nó cái đói mà tới đó thì cái màn trời nó mới tới, tại vì nó cộng hưởng với qua vấn đề là đói khổ của nhân loại. Mà ở cái vùng nào bị đói là cái vùng đó là chịu cái nạn tai là khủng khiếp. Ở miền Tây của mình coi như là nó không có vấn đề đó, mình rất là yên ổn. Sợ là khu vực ở miền Bắc, miền Trung, khu vực đó là những khu vực mà lương thảo rất là ít. Rồi tất cả các nước khác thì cái lương thực họ đâu có dồi dào bằng cái miền Nam của mình, với ở Thái Lan mà
Đó là những cái chỗ nước mà nó cái mầm móng về vấn đề mà ta xây tạo cái lương thực đó, nó cao, nó tốt hơn, nó làm cho đầy đủ cái vấn đề lương thực. Thì cái chỗ nơi đó thì nó ít có cái xảy ra những cái điều mà tai họa chết chóc. Thì năm quay trở ngược lại năm 1945 là ở miền Bắc của mình đó, chết tổng cộng là 2 triệu người, độ chừng có con số như vậy, khoảng 2 triệu người. Dưỡng Tám tôi cũng nói đó, ổng là người Bắc, ổng có vô đây cứ giờ, ổng nói đến cái cây cỏ nào còn cái màu xanh của lá đó, nhổ lên, nhai lấy cái nước của nó, đó, mà khô luôn, nó thành là như rôm vậy. Đó là cơ cực của cái cảnh mà đói ăn rau mà đau uống thuốc, mà đói ăn rau mà rau có rau đâu mà ăn. Tới cây cỏ mà nhai còn không được mà. Đó. Nó lại khô cằn hết. Rồi lương thảo thì đâu có trồng gì được, bắp cũng không có đáp ứng nổi. Lúa thì đâu không có nước đâu mà cấy, không có nước đâu mà xả. Đó là cái sự mà đói khổ của cái năm năm 45, năm 1945. Lúc mà Nhật nó vào trong bên châu Á của mình đó, nó để mà nó giải phóng đó. Cái năm đó là miền Bắc chúng ta chết có khoảng 2 triệu. Đó là cái cơn khổ mà tới năm cái đệ nhị thế chiến đó. Đệ nhị thế chiến đây là nó sẽ chuyển qua cái màn 3 của cái đệ tam thế chiến, nó sắp sửa tới. Bởi vì các nước mà cháu thấy là cái cảnh mà động đất chỗ này là chết mấy chục ngàn người, chết không ít đâu, chết 1-2 ngàn người có nhầm gì đó. Rồi nắng mà nắng tới 70 độ, con người không còn có hơi thở để mà thở nữa đó. Không còn có oxy để mà thở nữa đó. Chết nằm la liệt trên mặt đường đó. Cái nóng mà mới có mấy bữa trước của mình thôi, mình thấy là đã điều đứng rồi phải không, mà chỉ có 38-39 độ thôi, chưa tới mức độ. Ở ngoài đường phố nó mới tới, ở đường lộ nhựa nó mới lên tới 40 độ đó. Mà còn mình thấy còn khó chịu như vậy, chứ đâu phải là đơn giản mà tới 60-70 độ là sao sống nổi. Giờ đó mà cái bầu không khí mà 60-70 độ nó chỉ có ở cái Tân Cương của Trung Quốc á, nó xảy ra chỉ có một tuần lễ, chết mấy ngàn người, khủng khiếp đó. Đó là cái vấn đề khi mà nó xảy đến cái cơ cuộc rồi thì cái đói là thứ nhất. Cơ chế thay đổi thời tiết, quá nóng và cái cảnh quá lạnh. Rồi có chỗ thì trũng tại Trung Quốc, rồi có chỗ thì mưa đá một cục bằng cái quả trứng gà vậy đó, trứng vịt vậy đó, nó rớt xuống lụp xe bể kiến bể vệ trơn xe cộ đó. Cho nên cái cơ cuộc mà nó tới rồi, nó xảy ra nhiều cái thiên tai lắm. Để chi? Để cho mình thấy cái khổ đã tới rồi. Thầy có nói rồi, khổ ách này đặng thức tỉnh trần, rằng thiên định tuần đời sắp hạ. Tuần đời nó hạ xuống rồi, còn gì nữa mà mình thấy mà phải chần chừ nữa, đâu có chần chừ nữa được à. Phải lo trở về bên trong của mình tu tập sửa đổi lại, không có lâu đâu, chỉ khoảng mười mấy năm nữa là kết thúc của cái màn. Bây giờ thấy vậy chứ mà chưa tới. Chừng nào mà cháu thấy cái cảnh đói mà tới rồi đó ha, đói mà con giành giật nhau cái miếng ăn vật chất không biết đó. Tới chừng đó là cái cơ cuộc nó tới bệnh rồi. Đến khi nào mà thấy ra đường mà thấy máu đổ đầu rồi khắp cả các nơi chốn hết, mình thấy cái cảnh nạn tới, đại nạn tới rồi đó. Cái đại nạn của cái sự tiêu của cái cuộc màn ba này như vậy. Thì bây giờ tôi cũng sắp hết giờ thôi, để tôi cũng xin có đôi lời nhắn nhủ hết tất cả quý vị đồng đạo, quý vị đồng bào của mình ở khắp năm châu bốn biển, rồi ở riêng ở Việt Nam mình thì ráng lo cải sử về lành, cải sửa cái con đường tu thân để mà trở về với cái con đường đạo đức bản thân, để mà mình tu tập hiền lành thôi, chỉ có cái hiền lành là tốt rồi. Có cái hiền lành được. Bác, cái vụ mà sau này là cái số mà hổ lang ác thú muôn bày nó dồn xuống đây luôn hay sao bác? Cái đó thì nó chưa tới, mình cũng không dám nói trước được. Dạ. Bây giờ thì rồi còn cái phần mà bây giờ là nó đang động đất như vậy là cái cảnh khổ đó nó tới luôn hay sao? Đó tới.
như ở Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua đó, mấy cái tháng vừa rồi đó. Dạ. Ở Thổ Nhĩ Kỳ chết cũng mấy chục ngàn người. Rồi ở Indonesia, ở Malaysia, rồi tất cả các nước khác nó bị... Bây giờ ở Liên Xô là đất nước lạnh, hồi nào tới giờ cả trăm năm nay rồi vẫn không có bị núi lửa phun, mà bây giờ Liên Xô đã có núi lửa phun, khủng khiếp lắm. Cái sự mà tàn phá của cái núi lửa này đó là không có tưởng tượng nổi, với cái động đất này, tan nát nhà cửa, con người chết mà chết bị vùi lấp bởi gạch, với đất, với đá để mà mới móc lên. Thì bây giờ tôi cũng muốn nhắn nhủ với bà con cô bác mình ráng quay trở về con đường lành đi, tu theo cái tư ân của mình. Rồi hiền lành thôi là được rồi, ăn chay bữa 4 ngày vậy đó là bắt đầu để mà chuyển đổi lại cái một cái xã hội mới. Đợi đến khi nào mà trời Phật lập đời nữa thì mình về cái chỗ nơi mà chư thánh chư thần người ta dẫn mình tới đó thì mình ở yên ổn lắm, không có gì nào mà Phật tiên tội vậy đó. Chứ giờ mình nói Hổ Lan Á Phú Muôn Bày, mình nói cái chuyện đó thì nó hồi còn xa vời quá. Nó chưa tới cái màn lốp nó tới rồi thì họ thấy. Chứ thầy đã cho biết rồi. Có thầy. Cảnh như cái phần con Hổ Lan, nhưng mà còn có cảnh thầy có diễn tả là sau này con sông nước chảy dòng cầu như vậy là nó sẽ diễn biến tới luôn không bác? Diễn biến tới, nhưng mà cái cảnh đó về cái thiên cơ được quy định sau này. Sau này chứ chưa, bây giờ chưa có. Bây giờ thì tất cả các cái nước mà xảy ra mà mạnh nhất là bên châu Âu, tiền Âu hậu Á mà, thiên hòa định phân, thì bây giờ cái chỗ nơi để mà hoạch định cái chương trình này tái lập trở lại thì cái chỗ nơi là tiền Âu hậu Á, bên Âu châu trước. Tàn phá hết châu Âu, nó sạch hết châu Âu, 10 phần mất còn một, thì bắt đầu chuyển qua châu Á mình. Bắt đầu chuyển qua châu Á. Thì nào là đủ thứ, về cái dịch bệnh rồi tất cả các cái phương thần khác như là động đất. Còn cái dãy động đất từ mình Nhật Bản dòng qua bên châu Á của mình, tức là Malaysia, Indo này kia đó, nó dòng trở lại Thái Lan này kia, giống như cái cuộc mà động đất kia rồi, nó tạo sóng thần, tạo sóng thần, cái sự nó mới chết dữ. Giờ cái sóng thần nó đã trải qua rồi. Chưa đâu. Luôn. Cái đó 10 phần nó chỉ có một. Dạ, cái cuộc sóng thần kia rồi nó dòng qua ở 6 nước ở châu lục của mình đó, ở miền Nam của châu Á mình đó. Gần Nam Á Châu đó. Nhờ cái cuộc đó nó chỉ mới thôi, chứ chưa có phải là sóng thần lắm. Dạ. Sóng thần rồi thì nó đồng xảy ra tất cả các nước một lượt một. Đó. Và cái trận chết chóc đó là mình không có tưởng tượng nổi. Bây giờ 10 phần mà chết chưa được một mà. 10 chưa được một. Vậy là cái kỳ này là kỳ giống như nó tẩy trần mà có. Đúng vậy. Cái này là cái cơ cuộc tẩy trần, nhưng mà mình nói thì bây giờ nó là chưa đến, thì mình thấy là cái sự mà nó xảy ra đó, còn cuộc gì cái thiên cơ vận chuyển nữa, chứ bây giờ chưa có quyết đoán được rằng cái cuộc tẩy trần nó đã đi đến cái mức độ nào, số mấy, không phải. Cuộc tẩy trần nó phải đến mức độ mà 90%, tức là 10 người sống mà chỉ còn một, 10 người chết mà chỉ còn một người sống á. 10 còn một đó, mất 2. 10 phần chết 7 còn 3, 2 còn 1 mới ra thái bình. Thì bây giờ 10 phần mà nó chết hết 9 đó thì cái cơ cuộc nó đã tới cái màn lốp rồi. Còn bây giờ chưa có mà, chưa xảy ra. Cho nên nói thì nói vậy, nói để cho tất cả bà con cô bác chúng ta làm sao để mà quay trở lại với cái con đường lành, con đường phải. Về cái đạo đức cá nhân phải làm sao trở về với cái nền tảng đạo đức căn bản của con người của mình. Sống phải biết nhường trên kính dưới, sống phải biết ông bà cha mẹ tổ tiên, phải biết cúng thờ cúng lại, thì cái chuyện đó là nó quay trở lại cái đạo đức đó. Dạ. Cái nền văn minh đó chính là cái nền văn minh đạo đức. Còn cái văn minh bây giờ là không có. Văn minh bây giờ nó do cái ngoại lai nó trùng lắp bởi do là cái ma túy rồi kia đó. Dạ. Đã ảnh hưởng con người. Cũng cảm ơn bác Chính nhiều, tại vì năm nay bác được nhiêu tuổi mà thông về đạo lý quá thâm sâu rồi bác. Cũng gần 80 rồi, gần 80. Dạ, thì tại vì em cháu ở đây cũng muốn hỏi về cái sự biến chuyển, chứ cũng đang tu tập mà cũng còn hơi chưa có rõ nét đó, cũng nhờ bác Chính giải mấy cái đó để mình hiểu kinh nghiệm, mình cố gắng mình chuyến này mình tu cho nó gấp chứ không gì chứ. Thì thôi bây giờ cái cơ cuộc mà nó đã tới rồi thì bây giờ mấy em cháu cũng kết thúc lại bằng cái cách là
quay trở về với cái con đường lành lẽ phải để mà mình vận chuyển cái sự mà quay trở về với cái tâm linh thì nó tốt hơn. Chứ nếu mình quay về cái con đường mà sống mà vì cái vật chất văn minh này thì nó không còn tồn tại lâu dài nữa. Đó là cái vấn đề mà mình nên trở về với con đường của vô vi của bên Bửu Sơn Kỳ Hương thì tốt hơn nhất. Đó là cái vấn đề mà chai lạc thì bốn bữa thôi. Đó, rồi làm lành đánh dữ thôi, đừng có ham tranh giành với người ta để mà mình muốn hơn đua với người ta. Cái vấn đề đó là nguy hiểm vô cùng đó. Tại vì bác sống gần 80 tuổi rồi, thấy nhiều cái cảnh đời nó quay trở ngược hết trơn, làm cho khổ não con người đủ thứ gì đó. 80 tuổi mà sáng suốt quá. À. Dạ. Bác thì ăn chay ăn lạc coi như là gần vậy là con ở đây thì cũng cảm ơn bác. 50 năm à. Bác thứ mấy? Thứ tư, bác thứ tư. Dạ, cũng cảm ơn bác Tư thì hôm nay cũng nói những cái lời Phật pháp để cho em cháu hiểu được và cũng không biết nói gì hơn thì cũng chúc cho bác được mạnh khỏe và chuyến này mình được tinh tấn tu hành thêm. Cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn